Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Bất ngờ, một linh mục Việt Nam thuộc giáo phận Vinh hóa trang thời Bách Hại Đạo Công giáo và lời chúc thật ý nghĩa. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta cũng biết, Giáo hội Công giáo Việt Nam lần đầu tiên đang tổ chức một giải bóng đá giáo sĩ hiệp hành CUP 2022 với sự tham dự của các cầu thủ linh mục tu sĩ trên các giáo phận. Mới đây, một linh mục giáo phận Vinh, trong lúc ngẫu hứng hoặc sau màn biểu diễn tiết mục văn nghệ, Ngài Hai Hước gửi lời chúc như sau. Chúc cho Quang Tình và đội bóng Club G Vinh mang chiến thắng trong chiều 29 với Club G Huế. Và chúng ta sẽ quyết tâm lên đường đi Hà Nội để đá chung kết. Cố gắng lên! Với trang phục màu vàng rực rỡ, bộ tóc dài, vẽ râu ria xồm xoàm, thắt lưng đào ngầu, cầm đao kiếm trong trạng thái bặm trợn. Nhiều người thắc mắc không biết ngài vừa tham gia tiết mục văn nghệ gì, đây có phải là nhân vật cổ trang, bang chủ cái bang hay là một đao phủ hay không? Nhìn ngài diễn sâu quá. Tuy nhiên, vị linh mục chia sẻ, đóng vai quan án ngày xưa, bắt đạo, bách hại đạo, sao đóng vai ác khó thật. Đa phần mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, thích thú, hài hước từ vị linh mục trẻ. Đó là linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương, hiện là quản sứ cự tân giáo phận Vinh. Ngài cũng đang là tuyên úy liên đoàn Gioan Phaolô II của giáo phận Vinh, tuyên úy sa mạc, và hình ảnh ngài hóa trang bên trên có thể diễn ra trong một chương trình sa mạc. Giáo sứ cự tân giáo hạt Vàng Mai, giáo phận Vinh, thuộc xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 1914, hai giáo họ Cự Tân và Thanh Dạ sáp nhập với nhau thành giáo xứ Thanh Dạ. Ngày 2 tháng 2 năm 2017, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chính thức công bố giáo họ Cự Tân được nâng lên hàng chuẩn giáo xứ trong giáo hạt Vàng Mai. Hiện nay giáo xứ có khoảng 2.600 giáo dân. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và ban bình an tới các linh mục của Chúa trong sứ vụ mà Chúa trao phó. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.